Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái kiến thức cơ bản về quản trị hosting cPanel. Thì cPanel là một cái hệ quản trị hosting khá nổi tiếng hiện nay và được sử dụng rất là ở nhiều công ty cung cấp hosting lớn. Thì hầu như tất cả đều sử dụng cPanel hết. Thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản thôi cho những người mới tìm hiểu về hosting. Khi để mà xây dựng một website, chúng ta sẽ có hai thành phần, đó là source code và database. Thì để quản lý cái source code đó, thì chúng ta sẽ nằm trong cái phần file, File Manager. Về database là để quản lý về cái database của cái website đó. Domain là cái phần quản trị về cái tên miền. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn cái cách chọn domain về cái hosting. Rồi, này phần email email này sẽ nói về email doanh nghiệp. Cái matrix tức là cái vấn đề đo lường và các lỗi rồi băng thông vân vân. Security thì cái này nó liên quan đến việc phòng chống hacker, các vấn đề về tấn công, rồi tính bảo mật SSL. Chúng ta sẽ có HTTPS đó, chính là cái SSL này. Rồi software thì đây là hosting Linux và sử dụng ngôn ngữ là PHP. Và trong đợt tới mình sẽ hướng dẫn là cách xây dựng website WordPress trên cái hosting luôn. Thì WordPress là sử dụng ngôn ngữ lập trình là PHP. Thì ở đây mình đang dùng hot BB. Rồi, đây là những cái event, những mở rộng hơn là về launcher và chắc đi NS này, những cái này rất là nâng cao. Thì những người mà không có chuyên môn cao về lập trình đó, thì những thông số này các bạn sẽ tìm hiểu sau đó. Là user manager, password security. Những bạn muốn thay đổi cái password hoặc là cái thông tin user hoặc là thêm user, quản trị user trên cái hosting á, thì các bạn sẽ vào phần này cho hosting các bạn. Rồi, ok, thì mình sẽ nói hai phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là phần quản trị file. Thì cái domain của mình đó, khi nó trỏ về nó sẽ trỏ về ngay cái thư mục public_html luôn. Thì các bạn sẽ kiểm tra, bạn thấy ví dụ phần domain của mình đây. Đấy, nó sẽ trỏ vô ngay cái public_html này. Đó, nên cái source web mình nó phải đặt trong cái thư mục public_html này thì cái web nó mới chạy được. Rồi, vậy thì cái phần File Manager mình sẽ vào trong public_html. Đó, thì các bạn sẽ vào đây để mà xây dựng, đưa cái source code website mình vào đây. Ở đây mình tạo mẫu một cái file index.html và mình chạy đây, các bạn thấy. Đó, thì đó chính là khi ta đưa cái source code vào trong cái mục public.html, ta chạy đường dẫn tên miền của mình, nó sẽ ra website. Ok. Rồi, đó là phần File Manager. Thì trong phần File Manager này nó sẽ liên quan đến cái FTP account. Thì FTP nó sẽ là cái hỗ trợ cho các bạn đưa source code lên website trong trường hợp là các bạn xây dựng cái website đó trên máy tính. Và sau khi xây dựng xong rồi trên cái máy tính cá nhân của bạn rồi, bạn mới đưa cái website lên trên hosting. Thì các bạn sẽ vào trong cái config FTP client này. Đó. Thì đây là cái phần mềm mà cái cPanel nó gợi ý các bạn sử dụng để mà sử dụng cái thông tin cấu hình cái FTP này để đưa cái source code lên trên hosting. Thì hôm sau mình sẽ có một cái bài hướng dẫn chi tiết về các phần mềm mà mình hay dùng cho cái việc quản trị website cũng như là tạo website. Ok. Rồi tiếp theo là về database. thì các bạn sẽ vào phần quản trị database này ha. Thì mình sẽ tắt bớt cái này đi. Database thì ở đây database chính là nơi mà chứa dữ liệu của website đó. Thì các website động thường sẽ là dùng database, phải có database mới hoạt động được. Mình tạo một database block đi. Rồi sau khi các bạn tạo database thì bạn phải tạo user cho database đó. Anh em tạo lại admin, rồi nhập mật khẩu vào. Rồi, ta tạo user. Rồi, sau khi chúng ta tạo user thì chúng ta sẽ cấp cái quyền user đó được truy cập cái database. Thì bạn sẽ scroll xuống tới cái phần Add User to Database ha. Bạn chọn Add. Ta cấp toàn bộ quyền, full quyền cho cái user đó. Ta luôn thay đổi. Rồi, back lại. Thì chúng ta sẽ thấy đây, cái user này đã được vào trong cái database. Đây, database và user này nó đã được liên kết với nhau. Trong cái lần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần tạo website WordPress trên hosting luôn. Rồi, đây là cái phần quản trị database. Chúng ta vào đây. BB admin sẽ biết rõ cái database chúng ta. Đó, chúng ta sẽ đây đây. Chúng ta sẽ có import hoặc export cái database. Export này nó sẽ giúp ta backup lại cái database ở trên máy tính. Import này thì chúng ta sẽ import cái database từ máy tính lên trên cái hosting. Trường hợp các bạn xây dựng website trên máy tính trước tiên thì chúng ta sẽ sử dụng import. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ngoài ra sẽ còn rất nhiều chức năng khác. Thì mình nói thêm một chút xíu về Add on Domain. Vì Add on Domain này tức là cái hosting của mình á, nó được khi một cái domain nữa. Add on Domain này là ví dụ như bạn mua khi một cái tên miền khác, gọi là tên miền khác, và bạn muốn cái tên miền đó nó cũng sử dụng hosting này, thì bạn sẽ vào phần Add on Domain để bạn cấu hình cái tên miền đó. Nhưng mà để cấu hình cái chỗ này thì trước hết á, các bạn phải chọn cái domain nó về cái hosting này thì bạn mới cấu hình trong Add on Domain này được. Thì lúc này sau khi bạn cấu hình, bạn sẽ có một khu mục mới để chứa cái source web cho cái Add on Domain đó. Rồi, ok. Cái phần này mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong những clip lần sau. Rồi, ngoài ra chúng ta có phần SSL và PHP ha. Các bạn có thể xem cái PHP này. Này hiện tại version của PHP là 5.6. Thì nó sẽ còn có những version cao hơn. Hiện tại PHP đã lên tới version 7.3. Thì một số website á, vẫn sử dụng cái version cũ của PHP là 5.6. 5.6 là cái version cũng khá là tốt của PHP. Và cao hơn nữa là các version 7. Ok. Thì ví dụ bạn muốn thay đổi version của PHP, bạn sẽ vào trong đây, bạn thay đổi lại. Mình muốn thay đổi vào 7.2 đi. Đấy, mình set. Bấm vào set current thì nó sẽ chuyển thành version 7.2. Rồi, thì hướng dẫn này của mình là cơ bản về hosting cho những bạn mới bắt đầu làm website. Thì chỉ có lưu ý về quản trị file, FTP account, database, rồi domain vậy thôi. Thì các bạn còn có thể tham khảo nhiều cái vấn đề về security khác như IP blocker, rồi các tracking, các run job ha. Rồi, cảm ơn các bạn.